Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Video này Ngọc xin tiếp tục cập nhật cái thông tin mới của ngày hôm nay liên quan đến tiền trợ cấp thất nghiệp 300 400 trên tuần. À thì hôm nay là ngày 25 tây tháng 8 năm 2000 quý vị nha. Mỗi ngày như vậy có những cái thông tin cập nhật, cho nên là Ngọc muốn cập nhật cho mọi người. Nếu như mọi người đã biết những cái thông tin về tiểu bang của mình rồi thì có thể là các bạn không có quan tâm nữa. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người đang quan tâm đến cái tiền trợ cấp thất nghiệp này, cho nên là Ngọc muốn chia sẻ đến mọi người. Hiện giờ theo cái tờ báo mà Ngọc đọc sáng nay á là có khoảng à, 14 tỷ đô la Mỹ đã được FEMA chi trả cho những cái tiểu bang này để à, hỗ trợ cho cái việc gia hạn tiền trợ cấp thất nghiệp này và mỗi tiểu bang như vậy người ta có cái quyết định là 300 và có 3 tiểu bang hiện giờ đang có cái quyết định là cho 400 đó là Kentucky, Montana và West Virginia và quý vị biết là ngày hôm qua là còn khoảng 14 tiểu bang chưa có nộp đơn nhưng mà hôm nay có 3 tiểu bang đã nộp đơn rồi và chỉ còn lại là 11 tiểu bang chưa apply cho cái FEMA grant thôi quý vị nha thì Ngọc cũng xin chia sẻ những thông tin cập nhật sau đây hiện giờ nếu như các bạn đọc những cái comment của những video trước thì cũng có rất là nhiều người đang quan tâm đến cái chương trình này và có những cái câu hỏi thắc mắc thì Ngọc cũng xin trả lời ở cái phần sau của video này luôn nha. Bây giờ các bạn nhìn trên màn hình có những cái màu sắc khác nhau đúng không? Cái màu xanh này nè, màu xanh lá chuối nè quý vị. À, màu xanh lá chuối non thì đây là những cái tiểu bang đã được chấp thuận rồi. Có thể là tiền đã về tiểu bang hoặc là có thể là tiền đang về tiểu bang của bạn. Nhưng mà bạn chưa có được nhận tiền. Thưa quý vị ha. Bởi vì sao? Bởi vì người ta chưa có xét duyệt hồ sơ. Nhưng mà nếu như mà người ta chuyển qua cái tình trạng là pay hey, thì các bạn đã có tiền về tài khoản của mình rồi giống như là tiểu bang Texas và tiểu bang Arizona, đối với vị. thì Texas thì cũng có nhiều bạn cho Ngọc biết là các bạn đã nhận tiền rồi. và nếu như các bạn nhìn trên đây cái màu xanh mà kiểu màu xanh cái màu giống như là màu tiêu thì có nghĩa là những cái tiểu bang này đang nộp đơn. và những cái tiểu bang mà có cái màu xanh đậm hơn chút á thì có nghĩa là những cái tiểu bang này chưa có nộp đơn nha quý vị đó cũng có là nhiều tiểu bang chưa nộp đơn nè thì cái cái bản này có thể là nó hơi khác chút nhưng mà còn khoảng là 11 tiểu bang chưa có nộp đơn quý vị nha còn cái màu đà đà này nè là có nghĩa là người ta không có tham gia bạn sẽ không được nhận cái tiền trợ cấp thất nghiệp này đó là tiểu bang South Dakota à, và quý vị nhìn lên cái màn hình thì có những cái là nó không có thay đổi lắm à, riêng tiểu bang california thì có rất là nhiều người hỏi ngọc và ngọc cũng muốn tìm cái thông tin mới mỗi ngày nhưng mà hiện giờ chưa có cái thông tin gì mới hết à, hiện giờ thì người ta nói là người ta cần có cái thời gian để người ta chỉnh à, à, update cái hệ thống người ta phải cần cái nguồn lực và cần có cái thời gian cũng như là cái chi phí để upgrade những cái hệ thống thường thì các bạn biết là những cái hệ thống của Government á dành cho những cái chương trình trợ cấp thất nghiệp này nó cũ cho nên là người ta phải cập nhật à, và cái chương trình hôm bữa trước là 600 trên tuần và cái chương trình hôm nay thì nó khác và cái điều kiện nó khác cho nên là người ta phải nhập lại những cái à, điều kiện trong hệ thống cho nên là nó cũng nhiều khê lắm quý vị ha. Cho nên là hiện giờ quý vị biết không à, có những cái tiểu bang là à, đã có những cái thay đổi ngày hôm nay đó là tiểu bang Delaware trong cái trang này là đã apply vào ngày hôm nay. Nhưng mà cũng có một số tiểu bang là không có thay đổi gì nào quý vị. Đó, Connecticut thì cũng có tiền rồi nè. Thì bây giờ Ngọc xin phép đọc nha. À Alabama thì cũng được nè, Alaska cũng được chấp thuận rồi nè. À California, Colorado, Connecticut, Georgia và Idaho là những cái tiểu bang này là được chấp thuận rồi. Nếu quý vị còn những cái tiểu bang chưa nộp đơn đó là DC tức là à, thủ phủ Washington DC, Florida cũng chưa, Hawaii cũng chưa ha, chưa có nộp đơn. Rồi qua cái trang tiếp theo thì quý vị thấy là ở đây thì cũng không có thay đổi gì, quý vị ha, à, không có thay đổi gì mới so với ngày hôm qua Ngọc chia sẻ. Cho nên là quý vị có thể là tham khảo. Bây giờ có một bạn hỏi Ngọc là Missouri là vẫn chưa có cái thông tin gì mới như bạn tiền đã được chấp thuận rồi đó lên cũng đã được chấp thuận rồi nhưng mà chưa có cái tiền chuyển về cái tài khoản nha quý vị cho nên là quý vị cứ đợi đi nếu ngày mai có những cái thông tin gì mới thì Ngọc sẽ chia sẻ nha à, trong cái trang này á thì có cái mới nè quý vị đây là ngày 25 tây tháng 8 thì Nevada đang trong cái quá trình nộp đơn tức là pre application nếu như các bạn xem cái video này mà các bạn nói là oh pending payment pending not pay có nghĩa là gì thì mời các bạn xem lại những cái video của ngày hôm qua hoặc là những ngày trước đó Ngọc giải thích rất là kỹ và Ngọc cũng không muốn làm mất thời gian mọi người đi qua đi lại đi uh, giải thích lại những cái thông tin đó ha thì uh, ở đây quý vị cũng thấy là ngày 25 tây tháng 8 có cái thông tin mới đó là tiểu bang Ohio đã nộp đơn rồi và các cái tiểu bang kia thì cũng à, tương tự như vậy nó không có thay đổi gì và quý vị thấy cái trang này thì cũng không có thay đổi gì nhưng mà quý vị thấy là Texas đã hay rồi, điều này có nghĩa là gì? Các bạn mà đang ở tiểu bang Texas đang hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp và đủ điều kiện thì tiền đã về tài khoản của các bạn rồi. À, hiện giờ có rất là nhiều bạn đã à, cho Ngọc biết là bạn đã nhận rồi và nhận được 3 tuần liên tiếp các bạn nha. Cho nên là nếu các bạn ở tiểu bang Texas thì các bạn có thể là chia sẻ lại với nhau. Ví dụ như là bạn vào bạn coi video này, bạn để lại một dòng comment là, ô, oh, mình ở tiểu bang Texas mình nhận được tiền rồi, hoặc là mình ở tiểu bang Texas nhưng mà mình chưa nhận được tiền, thì các bạn khác có thể vào các bạn thấy rồi các bạn có thể trò chuyện với nhau ha. À, hiện giờ thì cũng tương tự như vậy là à, có tiểu bang Arizona là được rồi nè và được luôn 3 tuần và West Virginia hiện giờ người ta apply từ ngày 19 tây tháng 8 mà quý vị chưa có được thay luôn á. Không biết là người ta cần cái thời gian để người ta cập nhật cái hệ thống hay sao nhưng mà người ta đã có cái quyết định là sẽ cho 400 trên tuần nè quý vị ha. Rồi, bây giờ Ngọc sẽ chuyển qua trả lời những cái câu hỏi liên quan đến cái tiền trợ cấp thất nghiệp. Hiện giờ nếu như các bạn hỏi là có cần apply làm hồ sơ mới để xin cái tiền 300 400 trên tuần này không thì câu trả lời là không các bạn nha cái chương trình này á, là cái chương trình LWA là Lost Wages Assistance là một cái chương trình gia hạn tiền trợ cấp thất nghiệp ha thì các bạn biết là cái chương trình mà 600 trên tuần á là hết hạn vào ngày 25 tháng 7 hoặc là ngày 31 tháng 7 đúng không quý vị và cái tiền 300 400 trên tuần sẽ nối tiếp những cái tuần đó cho nên là thực sự bạn không có mất cái tiền trợ cấp thất nghiệp của liên bang nó chỉ giảm từ 600 xuống 300 thôi thì bây giờ nếu như mà các bạn à, vẫn đang đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thì các bạn phải khai báo làm claim, làm certify với sở thất nghiệp như thường lệ vậy nha. Rồi khi nào mà tiểu bang của các bạn có quyết định và có tiền rồi thì người ta sẽ cộng tiền và gửi về tài khoản của các bạn. Bây giờ nếu như các bạn nghỉ à, làm và hết cái tiền 600 đó tại thời điểm là July 25th thì bạn sẽ nhận từ July 25th đến ngày à, 1 tháng 8 chẳng hạn ha hoặc là các bạn khai báo vào ngày chủ nhật thì nó sẽ kết thúc vào ngày 2 tây tháng 8 và đây là cái tuần đầu tiên và các bạn tiếp tục như vậy sẽ được là tuần thứ hai và tuần thứ ba hiện giờ người ta sẽ ngừng lại ở 3 tuần thôi các bạn nha rồi câu hỏi số 2 là đang đi làm có hưởng được cái tiền trợ cấp thất nghiệp hay không thì các bạn biết là nếu như mà đang đi làm mà các bạn làm Full time rồi các bạn làm nhiều tiền quá thì các bạn có thể là ngừng khai báo và ngừng xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Cái chương trình này chỉ dành cho những ai hiện đang xin tiền trợ cấp thất nghiệp và bạn phải nhận tiền trợ cấp thất nghiệp từ tiểu bang là 100 đô trên tuần trở lên quý vị nha. Chứ nếu như mà bạn nhận 99 đồng một tuần, 98 đồng một tuần hay là 5 đồng một tuần thì bạn không đủ điều kiện để nhận thêm 300 từ liên bang và à, các bạn à, đi làm thì nhiều khi các bạn sẽ có cái chương trình là share work ok thì cái chương trình này hôm qua ngọc cũng có chia sẻ là t SC thì cái đây là cái chương trình nó hơi đặc biệt một chút, tức là bên hãng hoặc là bên chủ của các bạn là người ta đã có cái thỏa thuận với bên sổ thất nghiệp là nếu như mà lay off thì người ta sẽ mất việc và mất thu nhập. Thì bây giờ người ta sẽ không có lay off các bạn mà người ta sẽ cho các bạn làm với cái số giờ nó giảm hơn nhiều và các bạn vẫn đủ điều kiện để xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Thì các bạn vừa đi làm vừa nhận lương và vừa đi làm à, vừa xin tiền trợ cấp thất nghiệp luôn. Nhưng nhưng mà à, các bạn phải nhớ là các bạn phải nhận được là ít nhất 100 đô trên tuần thì các bạn mới được cộng 300 ha. Còn nếu như mà TSC của các bạn mà nhỏ hơn 100 á, thì các bạn không đủ điều kiện nha. Còn nếu như mà các bạn đi làm mà các bạn không đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thì các bạn cũng không có đủ điều kiện để nhận 300 luôn. Nhớ các bạn nha. Thì bây giờ à, như vậy thì người ta à, tóm lại á, là ai đủ điều kiện thì các bạn phải hội đủ hai cái điều kiện này hai cái điều kiện này gọi là hai cái điều kiện cần điều kiện thứ nhất là bạn phải nghỉ việc vì đại dịch hoặc là bạn bị giảm giờ làm vì cái đại dịch này thứ hai bạn phải hội đủ hai điều kiện ha hội tụ đủ, đủ hai điều kiện đó là điều kiện thứ hai là bạn phải nhận ít nhất là 100 đô trên tuần nha quý vị trên một tuần từ tiểu bang nếu như mà quý vị nhận trăm đô trên hai tuần thì các bạn cũng không đủ điều kiện luôn các bạn nha. Các bạn phải chia ra mỗi tuần như vậy. Đây là hai điều kiện. Bạn phải có điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ hai nha các bạn. Còn nếu như mà bạn nghỉ việc hoặc là bạn đủ điều kiện nhận trực, tiền trợ cấp thất nghiệp nhưng mà không có phải lý do vì đại dịch thì bạn cũng không có đủ điều kiện để nhận 300 trên tuần luôn các bạn nha. Rồi bây giờ câu hỏi nữa là nhận được bao nhiêu tuần và bắt đầu nhận được khi nào thì lúc nãy Ngọc cũng hơi trả lời cho cái câu hỏi rồi ha thì bạn sẽ nhận được 3 tuần và nhận được cái tới cái ngược lại cái tuần mà bắt đầu từ cuối tháng 7 đến cái kết thúc là ngày 1 tây tháng 8 hoặc là ngày 2 tây tháng 8 các bạn nha đó là cái tuần đầu tiên rồi tiếp theo là bạn sẽ được là tuần thứ hai à, tuần thứ hai rồi tuần thứ ba nha các bạn đó thì các bạn sẽ nhận được 3 tuần sau 3 tuần này kết thúc nếu như mà phim người ta còn tiền các tiểu bang khác người ta apply hết rồi người ta phân bổ ra 50 tiểu bang hết rồi và vẫn còn tiền cho cái tuần thứ tư thì phim sẽ bắt đầu trích ngân quỹ để cho cái tuần thứ tư và tuần thứ năm tuần thứ sáu tương tự như vậy nha hiện giờ là chỉ được 3 tuần thôi sau này nếu như mà tiểu bang của các bạn có quyết định thì người ta sẽ cho thêm ừ. và các bạn được nhận lại từ những cái tuần cuối tháng 7 đầu tháng 8 nha các bạn. Rồi, đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn chia sẻ thôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye bye nào.